Sau nhiều ngày xuất hiện mưa lớn, các tỉnh miền Bắc hôm nay trời nắng xấu nhẹ, chỉ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ ở một vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh Tây Bắc Bộ hôm nay từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Thủ đô Hà Nội hôm nay ngày nắng gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì hết ngày mai ở khu vực Đông Bắc Bộ và duy trì nhiều ngày tới ở khu vực Tây Bắc Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Tây Nguyên hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Dự báo mưa lớn còn kéo dài đến hết 22 tháng 9 tại Tây Nguyên, Nam Bộ và miền Trung. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.